lúc em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học thì cả em và gia đình em đều rất là vui, rất là hứng khởi. Bên cạnh đó thì cũng rất là lo lắng là không biết là tiền học phí ở trong trường này như thế nào, không biết là mình có xoay sở được hay không. Thì nhờ sự giúp đỡ của thầy Cải giới thiệu em đến cái học bổng tiếp sức đến trường, em cảm thấy rất là vui, nhà em cũng thấy rất là nhẹ nhõm vì cái số tiền này sẽ giúp đỡ được phần nào trong cái giai đoạn đầu em làm giấy nhập học. Nhi bảo mỗi lần nhớ lại những ngày này của 7 năm trước giống như một giấc mơ vậy. Ở cái mảnh đất nghèo của xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, lo được cái ăn, cái mặc cho gia đình 7 người bằng những đồng tiền ít ỏi từ làm phụ hồ của cha mẹ, từ số tiền đang giỏ sách thuê của người dì đã là hạnh phúc, chứ nào mơ ước chi xa xôi. Ấy vậy mà bằng sự nỗ lực của bản thân, sự động viên to lớn của người bà nay đã mất, Nhi đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một cô giáo. Mong là các bạn cố gắng học thật giỏi. Rồi trong quá trình học thì mình cũng đừng quên là rèn luyện những cái bổ sung cho mình những kỹ năng. Thứ nhất là về ngoại ngữ và thứ hai là về kỹ năng mềm. Điều đó sẽ giúp đỡ cho mình rất nhiều trong cái việc tìm việc sau này. Chào các bạn đã đến với kênh Bác sĩ Quang Nguyên. Và hôm nay là tập thứ 21, Nguyên xin chia sẻ với các bạn về một số cái thông tin mà mọi người đang lan truyền rất là nhiều ở trên mạng. Đó là về lợi ích của việc dùng nước chanh nóng. Và còn rất nhiều video bổ ích như thế nữa đã và đang hiện diện trên YouTube của vị bác sĩ trẻ Đoàn Quang Nguyên, được người xem ủng hộ, chia sẻ thời gian qua. Con đường trở thành một bác sĩ với Nguyên quá nhiều chông gai. Cha bị bệnh suy thận nặng, mẹ làm thuê mới có đủ tiền sống qua ngày ở vùng đất nghèo của huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 6 năm đại học với Nguyên là hành trình của những ngày đi làm thêm, từ khuân vác đến lau dọn và nhiều công việc khác nữa để trang trải việc học. Nhưng chính học bổng tiếp sức đến trường được nhận 8 năm trước là nguồn động viên rất lớn để Nguyên bớt đi những nỗi lo để lên thành phố Hồ Chí Minh nhập học. Sau đó tiếp tục học cao học y học dân tộc cổ truyền tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần các em nỗ lực hết sức mình thì vẫn có những cái tổ chức xã hội, những cái đơn vị thiện nguyện họ sẵn sàng giúp đỡ cho các em vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Và anh cũng mong là các em về sau này, các em nào mà có thể đủ cái năng lực để giúp đỡ lại cho thế hệ sau là mình lại tiếp tục giúp đỡ lại. Hiện tại, Nguyên là giảng viên của trường cao đẳng Y Dược Master và trường cao đẳng Dược Sài Gòn. Thời gian còn lại, Nguyên cố gắng sắp xếp để làm YouTube, chia sẻ thông tin hữu ích về y khoa, tham gia các nhóm thiện nguyện về y khoa và tương lai là những chương trình vì cộng đồng xã hội.